Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trung An An, quận 11. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập về các kiến thức đại số nhằm chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra định kỳ học kỳ 2 sắp tới. Đây, nội dung ôn tập chúng ta gồm những phần sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ ôn về hàm số y bằng ax bình phương. Thì như chúng ta đã học, hàm số y bằng ax bình phương nó có những đặc điểm như sau. Rồi, căn cứ vào hệ số A. Rồi, khi hệ số A dương thì hàm số y bằng ax bình phương có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0, và nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng 0, và giá trị nhỏ nhất đó là y bằng 0. Rồi, trong trường hợp A âm thì giá trị của hàm số y bằng ax bình phương luôn luôn là bé bằng 0, và nó sẽ đạt giá trị lớn nhất là bằng 0 khi x bằng 0. Và đã từ đó tới đến tính là đồng biến của nó, đồng biến và nghịch biến của hàm số y bằng x bình phương thì người ta vẫn căn cứ trên hệ số A. Nếu hệ số A dương thì hàm số sẽ đồng biến khi x dương và sẽ nghịch biến khi x âm, và hàm số sẽ bằng 0 khi x bằng 0. Còn trong trường hợp nếu A âm thì hàm số sẽ đồng biến khi x âm và nghịch biến khi x dương, và hàm số sẽ bằng 0 khi x bằng 0. Và trong quá trình học chúng ta đã rút ra các mẹ là gì? Khi A và X cùng giống với nhau thì hàm số sẽ đồng biến, và khi A và X trái giống nhau thì hàm số sẽ nghịch biến. Rồi, phát xuất từ cái điều ở trên là khi A dương thì giá trị Y của hàm số luôn luôn lớn bằng 0, và nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất là bằng 0 khi bằng 0, thì dẫn đến đồ thị của nó sẽ là đường cong parabol nằm trên trục vành. Các em thấy đây, nằm trên trục vành. Và lúc đó cái đỉnh O có tọa độ là 0,0 sẽ là điểm thấp nhất. Đúng như cái điều ở trên chúng ta đã thấy ha. Và lúc đó hai nhánh của parabol này nó sẽ nhận trục tung làm trục đối xứng. Rồi, bây giờ trong trường hợp A âm thì như chúng ta đã biết là Y sẽ luôn luôn nhỏ bằng 0, và nó sẽ đạt giá trị lớn nhất bằng 0 khi bằng 0. Cụ thể đây mình thấy đồ thị của nó sẽ là đường cong parabol nằm phía dưới trục vành, đúng nè, do y của nó luôn luôn nhỏ bằng 0. Và khi đó đỉnh O có tọa độ 0,0 sẽ là điểm cao nhất của đồ thị, tương xứng với là giá trị lớn nhất của y là bằng 0. Và nó vẫn nhận trục tung làm trục đối xứng của đồ thị ha. Rồi, đó là phần thứ nhất. Chúng ta lưu ý về hàm số y bằng x bình phương và đồ thị của nó. Rồi, thì đi đôi với nó thì chúng ta có cái bài tập là thứ nhất là xác định vị trí tương đối của parabol và đường thẳng D. Và sau đó chúng ta có bài tập cơ bản là tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng D. Thì bây giờ để xác định được vị trí tương đối của đường thẳng của parabol và đường thẳng D thì việc đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập phương trình vành độ giao điểm của parabol B và đường thẳng D. Đó là ax bình phương bằng mx cộng n, và sau đó chúng ta đưa về phương trình bậc 2 chính đắc. Rồi sau khi đưa về phương trình bậc 2 chính đắc rồi thì chúng ta sẽ đi tính delta. Nếu như chúng ta tính được là delta lớn hơn 0 thì lúc đó dẫn đến phương trình có hai nghĩa phân biệt. Đúng nè, mà dẫn đến hai phương trình có hai nghĩa phân biệt thì là lúc đó parabol B và đường thẳng D này nó sẽ cắt nhau. Rồi trong trường hợp mà nếu mà delta bằng 0 thì dẫn đến là parabol B này và đường thẳng D này nó chỉ có một điểm chung thôi, thì lúc đó ta nói hai hàng này nó tiếp xúc nhau. Rồi trong trường hợp delta nhỏ hơn 0 thì dẫn đến phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm thì dẫn đến là B và D không có điểm chung, thì lúc đó người ta nói B và D không giao nhau. Rồi còn nếu như gặp bài tập là tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng D thì chúng ta vẫn thiết lập phương trình vành độ giao điểm của B và D trước. Rồi sau đó chúng ta đưa về phương trình bậc 2 dạng chính đắc. Thì giải phương trình bậc 2 dạng chính đắc này chúng ta sẽ tìm được giá trị x. Đúng nè. Rồi chúng ta thay giá trị x đó, một là vào B, hai là vào D, để chúng ta tính được trung độ y tương ứng. Rồi thì sau khi tính được các cặp x y tương ứng rồi thì chúng ta sẽ trả lời tọa độ giao điểm của B và D là gì ha. Rồi đó là phần thứ nhất liên quan đến bài tập. Rồi cụ thể thầy cho một ví dụ minh họa. Chẳng hạn ở đây cho parabol
3y bằng trừ 1 phần 2 x bình phương và đường thẳng D y bằng x trừ 4. Vẽ B và D trên cùng hệ trục tọa độ và sau đó tìm tọa độ giao điểm của B và D bằng phép toán. Thì để vẽ được hai cái đồ thị này, ta lập bảng giá trị. Thì đối với đồ thị của hàm số y bằng x bình phương thì thường chúng ta sẽ lấy 5 giá trị x. Đúng nè, trong đó có giá trị 0 và hai cặp giá trị đối xứng với nhau. Đúng nè, như trên hình vẽ. Rồi chúng ta thường chúng ta sẽ tính giá trị y tương ứng bên cái nhánh x dương. Đúng nè, là sau khi tính được tọa độ, tính được giá trị y bên nhánh x dương rồi, chúng ta sẽ điền đối xứng qua bên giá trị x âm. Đúng nè, mà không cần phải tính lại. Chẳng hạn ở đây là tính được là x bằng 2 thì y bằng trừ 2. Thì bên đây x bằng trừ 2, y cũng bằng trừ 2 luôn, tại vì tính chất đối xứng của nó. Đúng nè, rồi sau đó chúng ta lập bảng giá trị của đường thẳng. Đúng nè, là chúng ta biểu diễn cho mặt phẳng tọa độ đây. Là đường cong 3 là 4, B và đường thẳng D. Thì như chúng ta đã học, ở đây hệ số A âm. Thì cái parabol này nó sẽ nằm dưới trục vành ha. Đây, bây giờ còn về tìm tọa độ giao điểm. Thì đây một ví dụ, chúng ta sẽ thiết lập phương trình vành độ giao điểm của B và D. Rồi đưa dạy phương trình bậc 2 dạng chính tắc. Giải phương trình bậc 2 này chúng ta sẽ tìm được hai giá trị là x1 bằng 2, x2 bằng trừ 4. Rồi bây giờ với x1 bằng 2 thì thầy sẽ thấy thế giá trị đó vào đường thẳng D. Thì lúc đó y1 sẽ bằng x1 trừ cho 4 và chúng ta tính được là trừ 2. Tương tự như là x2 chúng ta tính được là trừ 8. Và chúng ta trả lời ngay tọa độ giao điểm của B và D là 2 trừ 2 và trừ 4 trừ 8. Như trên hình vẽ, và chúng ta nhớ lại kiểm tra lại trên hình vẽ ha, để coi việc giải và việc vẽ chúng ta nó có đúng với nhau hay không. Rồi đó là về đồ thị của hàm số y bằng x bình phương. Rồi sau đó chúng ta chuyển qua phương trình bậc 2 một ẩn. Thì như chúng ta đã học rồi, phương trình bậc 2 một ẩn nó tắt là phương trình bậc 2 thì nó có dạng là ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Trong đó x là ẩn, còn a, b, c là những số cho trước, mình gọi là hệ số. Và trong các hệ số đó bắt buộc là hệ số a phải khác 0. Thì để giải phương trình bậc 2 này thì nó có tất cả là 3 dạng. Thứ nhất là dạng quyết c, tức là khi nó c bằng 0, thì chỉ còn lại ax bình phương cộng bx bằng 0 thôi. Thì chúng ta sẽ đặt x làm nhân tử chung để đưa về phương trình tức là chúng ta giải, đúng không nè. Và bao giờ cũng có một nghiệm là x bằng 0 trong đó hết. Rồi. Kế tiếp là phương trình bậc 2 quyết B, tức là khi đó B của mình bằng 0. B bằng 0 thì thằng BX này mất đi. Vậy chúng ta chỉ còn là AX bình phương cộng C bằng 0. Thì chúng ta phải tìm cho ra được X bình. Sau khi tìm được X bình bằng bao nhiêu, thì phụ thuộc vào giá trị X bình này chúng ta sẽ tìm được thằng X là nghiệm. Đó là nghiệm của các phương trình quyết B. Còn đối với phương trình bậc 2 đầy đủ, thì là các hệ số A, B, C nó đều khác không hết. Thì chúng ta có thể quay về lớp 8. Chúng ta tách số hoặc là dùng hàng đẳng thức để đưa về phương trình tích. Hôm nay chúng ta tìm nghiệm. Nhưng ngoài ra ở lớp 9 thì chúng ta có thể nhờ vào công thức nghiệm. Công thức nghiệm hoặc là công thức nghiệm thu gọn để chúng ta tìm được nghiệm. Thì nói tới công thức nghiệm thì muốn tìm nghiệm thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm biệt thức delta. Tính bằng công thức B bình trừ 4AC. Thì hằng delta này rất quan trọng trong việc giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Vì nếu như delta nhỏ hơn 0. Ở đây thầy lộn nha. Delta lớn hơn 0. Nhưng mà nhỏ hơn 0. Ở đây thầy lộn. Nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Delta lớn hơn 0 em ha. Delta lớn hơn 0. Rồi nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta chia 2A. Và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Rồi trong trường hợp mà nếu mà delta bằng 0 thì phương trình mình sẽ có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Còn nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình của mình sẽ vô nghiệm. Và trong cái công thức nghiệm này chúng ta có một cái chú ý quan trọng là nếu a và c của mình trái dấu nhau, tức là a nhân c của mình âm, thì phương trình bậc 2 của mình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Thì điều này chúng ta đã chứng minh trong quá trình học rồi. Đúng nè. Vậy nó tóm lại, muốn áp dụng công thức nghiệm thì chúng ta sẽ đi tính cho là biệt thức delta trước, là chúng ta mới quyết định số nghiệm của nó. Còn trong trường hợp nếu như là cái hệ số B này nó chia hết cho 2,
Đúng nè, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng công thức nghiệm thu gọn. Được chưa? À, lúc đó cái thằng B phẩy này sẽ bằng là B chia 2, thì chúng ta sẽ đi tính delta phẩy theo công thức là B phẩy bình phương trừ AC. Thì nó cũng ba trường hợp, nếu delta phẩy của mình lớn hơn không thì mình kết luận ngay phương trình mình có hai nghiệm phân biệt, x1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy chia A, và x2 sẽ bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Rồi, trong trường hợp nếu delta phẩy của mình bằng 0, à, thì phương trình của mình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b phẩy trên a. Còn nếu delta phẩy nhỏ không thì phương trình của mình vô nghiệm. Rồi, đó là dùng công thức nghiệm. Thì sau đó chúng ta lại có định lý Vs. À, thì cái định lý Vs nó liên quan tới nghiệm của phương trình. À, thì việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra coi phương trình nó có nghiệm hay không. Thì chúng ta mới áp dụng được định lý Vs. Thì có những cách sau đây để kiểm tra một phương trình có nghiệm. Thứ nhất là AC trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, delta dương thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Delta lớn bằng 0 thì phương trình có nghiệm. Và khi phương trình có nghiệm rồi thì theo hệ thức Vs chúng ta sẽ có là tổng hai nghiệm của nó x1 và x2 sẽ bằng trừ b trên a. Và tích hai nghiệm x1 x2 luôn luôn bằng c trên a. Đây, để từ đó chúng ta có hai cái dạng toán cơ bản. Dạng toán thứ nhất là không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức liên quan đến hai nghiệm x1 x2 của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng x cộng c bằng 0 với a khác 0. À, thì thầy đã hướng dẫn em phương pháp rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh phương trình có nghiệm. À, chúng ta sẽ dựa vào một trong ba điều này. Rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng hệ thức Vs hay còn gọi là định lý Vs để chúng ta tính được tổng hai nghiệm và tích hai nghiệm phương trình. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái biểu thức mà người ta yêu cầu tính giá trị đó, chúng ta biến đổi làm sao để nó xuất hiện tổng và tích của hai nghiệm đó, để từ đó chúng ta thế S và B vào và chúng ta thực hiện phép tính để tính được cái biểu thức nó có giá trị là bao nhiêu. À, thì trong các biểu thức đó thì chúng ta có biểu thức quan trọng nè, x1 bình cộng x2 bình thì chúng ta chứng minh được là nó bằng S bình trừ 2B. Rồi x1 trừ x2 tất cả bình thì chúng ta đã chứng minh được là nó bằng S bình trừ 4B. Để từ đó dẫn đến là x1 trừ x2 nó sẽ có hai giá trị đối nhau, cộng trừ căn lên cộng trừ căn của S bình trừ 4B. Còn nếu x1 cộng x2 mũ 3 thì chúng ta chứng minh được nó bằng S lập trừ 3BS. À, chúng ta cố gắng nhớ các công thức này để chúng ta có thể thế vào khi chúng ta làm những bài liên quan tới hệ thức Vs tính giá trị ha. Rồi qua một dạng thứ hai là tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1 x2 của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 thỏa một cái điều kiện sau mà người ta cho trước. À, thì phương pháp thì việc đầu tiên mình phải tìm cái giá trị m để phương trình có nghiệm cái đã. Được chưa? Rồi mình tạm gọi nó là điều kiện 1 đi. Rồi sau đó mình sẽ đi tính tổng và tích của hai nghiệm dựa trên cái giá trị m mà làm cho phương trình có nghiệm trước. Không nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái điều kiện sau này này, mình biến đổi làm sao để xuất hiện s và b vô. Rồi sau đó mình thế các giá trị s b mình tính ở 1 2 này vô để từ đó mình tìm được m. Được chưa? Và sau khi tìm được m rồi, chúng ta phải quay lại cái điều kiện 1 này chúng ta coi có thỏa hay không. Rồi chúng ta mới kết luận ha. Rồi đó là liên quan đến định lý Vs thuận. Rồi thì qua phần định lý Vs đảo thì chúng ta lại đưa đến hai trường hợp đặc biệt của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0. À, đó là trường hợp thứ nhất, nếu như tổng ba hệ số a, b, c bằng 0 thì chúng ta có ngay phương trình đó có một nghiệm là 1 và một nghiệm là bằng c trên a. Còn nếu như a trừ b cộng c bằng 0 thì phương trình sẽ có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là trừ c trên a. Thì cũng trừ cái trường hai trường hợp đặc biệt này, chúng ta lại có thêm ngoài ba cái cách mà để xác định phương trình có nghiệm như ở trên là ac trái dấu, delta lớn 0, delta lớn bằng 0. Thì bây giờ chúng ta lại có thêm hai trường hợp đặc biệt này giúp chúng ta kết luận phương trình có nghiệm. Không nè, đây. Và sau cùng là chúng ta lại có cái định lý Vs đảo, tức là nếu như chúng ta có hai số có tổng là s và có tích bằng b
thì hai số đó sẽ là nghĩa phương trình x bình trừ sx cộng b bằng 0. Với điều kiện để tìm được hai số đó là cái biểu thức s bình trừ 4b của mình phải lớn bằng 0. Và phần cuối cùng ở trong chương trình học của mình là phương trình đưa về phương trình bậc 2, thì nó cũng có liên quan tới bài thi của mình. Thì phương trình đưa về phương trình bậc 2 thì nó sẽ có 3 dạng. Dạng thứ nhất là phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương là phương trình có dạng ax mũ 4 cộng bx mũ 2 cộng c bằng 0 với a cắt 0. Thì để đưa phương trình trùng phương này về phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ đặt t bằng x bình, và từ đó dẫn đến t này phải lớn bằng 0. Thì lúc đó phương trình 1 của mình sẽ trở thành phương trình bậc 2 ẩn t là at bình phương cộng bt cộng c bằng 0. Mình sẽ đi giải cái phương trình bậc 2 ẩn t này để chúng ta tìm được nghiệm t. Và sau khi tìm được nghiệm t này rồi, chúng ta sẽ trở về t bằng x bình để chúng ta tìm được giá trị x. Và từ đó chúng ta coi nó có phải là nghiệm phương trình ở trên hay không. Đoạn thứ hai là phương trình tích. Phương trình tích là phương trình có dạng ax nhân bx bằng 0. Thì cách giải của nó thì chúng ta đã biết rất là kỹ ở lớp 8. Nếu ax nhân bx bằng 0 thì tương đương là ax bằng 0 hay bx bằng 0. Và chúng ta giải hai cái phương trình này để từ đó chúng ta có nghiệm của cái phương trình tích ở trên. Và kế tiếp là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Thì phương trình chứa ẩn ở mẫu thì chúng ta phải làm việc đầu tiên là chúng ta phải tìm ra điều kiện xác định. Điều kiện xác định là điều kiện để cho tất cả các mẫu chứa ẩn trong phương trình có giá trị khác không. Rồi sau đó chúng ta tiến hành quy đồng mẫu cả hai vế, rồi chúng ta khử cái mẫu đó đi để chúng ta được một cái phương trình hệ quả. Thì giải phương trình hệ quả này rồi thì sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào điều kiện xác định để kết luận nghiệm của phương trình đã cho. Rồi, đó là những phương trình đưa về phương trình bậc 2. Được chưa? Và trong quá trình học chúng ta là lại gặp những cái bài toán thực tế mà chúng ta có thể giải bằng nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta có thể quay về tiểu học chúng ta giải bằng những cách của tiểu học. Thứ hai là chúng ta có thể lập hệ phương trình hoặc là lập phương trình để giải. Thì đó là những điều mà thầy ôn lại cho các em để các em có thể áp dụng vào phần đại số của cái kỳ thi định kỳ học kỳ 2 sắp tới. Thầy mong là hôm nay sau cái tiết ôn tập này về phần đại số thì các em là sẽ nhớ lại những kiến thức mà các em đã được học trên lớp. Rồi, thì sẵn đây chúng ta có thể lên trang YouTube của trường, vào cái phần toán chính chúng ta có thể xem lại tất cả các kiến thức mà chúng ta đã được học, thì thầy cô đã làm thành các clip ở trên đó, chúng ta có thể coi lại để ôn lại sâu hơn về các kiến thức, để từ đó chúng ta dễ dàng hoàn tất các cái bài trong cái bài kiểm tra định kỳ học kỳ 2 sắp tới. Đây, chúc các em sẽ làm tốt bài thi học kỳ 2 sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.